Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là thứ năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018. Chúng ta cùng gặp gỡ, chia sẻ tiếp cho nhau nghe về cái bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 60. Kỳ thứ 60, chúng ta đã trải qua một cái quá trình dài. Chúng ta nghiên cứu về cái bộ kinh Duy Ma Cật. Thì thưa đại chúng, chúng ta đi ngang cái chương thứ 7 là cái chương quán chúng sanh. Chương quán chúng sanh mà kỳ 59 rồi đó, là tôi nhắc nhở rất kỹ cho đại chúng nghe về cái chữ quán. Chữ quán có nghĩa là mình tư duy, mình nhận định, mình nhận thức bằng cái trí tuệ của mình. Thành ra dùng trên từ quán nó phù hợp, cũng như chúng ta gọi là quán thế âm. Còn chúng ta dùng danh từ quang á, thì nó cái nghĩa nôm nôm vậy thôi, chứ còn nó cũng không có chính xác. Chữ quang là mình nhận định, mình nhìn bằng cái cặp mắt của mình nhìn cái đối tượng trước mắt xung quanh mà thôi. Còn chữ quán là mình nhìn sâu sắc về cái trí tuệ của mình. Chúng sanh là giả chúng duyên nhi sanh, cố huyết chúng sanh, và tất cả các cái chúng duyên kết hợp lại mà thành mới gọi là chúng sanh. Không có một cái chúng sanh nào mà nó có một cái duyên của nó cả, mà vô vô lượng nhân duyên, vô tận nhân duyên kết hợp lại mà thành tựu, cho nên mới gọi là chúng sanh. Thì chúng sanh nó có hai loại chúng sanh là chúng hữu tình và chúng vô tình. Hay nói khác hơn là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Chúng đa pháp là chúng sanh nhiều yếu tố mà gom lại thành chúng sanh, và chúng đa sanh tử là chúng nhiều lần sanh tử gọi là chúng sanh. Như vậy thì Đức Phật bảo chúng ta phải quán. Tại sao mình quán như vậy? Khi mình quán chiếu chúng sanh như vậy rồi, để mình có một cái gì đây mà Phật muốn nhắc nhở chúng ta tiếp tục đây? Thì thưa với các vị, Thổ Uy Sơn dạy đó là người xuất gia đó, cái mục đích của người xuất gia là Thiệu Long Phật Chủng Trấn Nhiếp Ma Quân Dụng Báo Tư Ân Bạc Tế Tam Hữu. Có nghĩa là người xuất gia là cái người mà nối dõi cái dòng Phật Thiệu Long Phật Chủng, nối dõi cái dòng Phật, mà nối dõi dòng Phật đó là cái công việc chính đó, và lợi sanh. Mà lợi sanh là cái chỗ gì để lợi sanh, để nối dõi dòng Phật? Đó là truyền bá chánh pháp, giúp cho chúng sanh ba cõi mà có giác ngộ, có giải thoát. Nghĩa là hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi bổn hoài. Cái mục đích chính mà của người xuất gia để đền ơn được Tam Bảo, đền ơn được Phật Tổ, đền ơn được ông bà cha mẹ, Đàn Na Thí Chủ, Quốc Gia Thủy Thổ, rồi Dụng Báo Tư Ân Bạc Tế Tâm Hữu, đó là phải phải lấy cái việc truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, tức nghĩa là giáo hóa chúng sanh. Vậy mà ban đầu của người xuất gia là
là từ thân quyết chí phi tri đẳng dục à, ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thổn khởi khả thiên viên quá thời, tâm kỳ Phật pháp đống lương dụng tác hậu lai quy cảnh thường dĩ như thử vị năng thiểu phần tương ưng. Người tu là phải vậy đó, phải từ thân quyết chí phi tri, là giả từ song thân quyết chí quả quyết chí khí, phát mặt pháp y, là cái người tu là từ thân quyết chí phi tri, là giả từ những cái song thân, giả từ những lục thân quyến thuộc để quả quyết chí khí. Ở chí khí là cái gì? Chí khí có nghĩa là đạt đến cái tâm ý của mình, đó là làm sao mà mình tâm kỳ Phật pháp đống lương, mình là một cái tâm mình nó phải nó đầy, nó một cái rương cột, tâm kỳ Phật pháp đống lương là mình phải làm cái trụ cột cho Phật pháp, chứ không phải người tu là cái người yếm thế bỏ cái thế gian để đi vào, bỏ cái nhà nhỏ để đi vào có cái chùa to đất nhiều, hay là có công danh sự nghiệp gì. Cho nên nhiều khi tôi buồn là như vậy, buồn mà tôi nói là tôi dạy chính tôi nha, chứ tôi không phải tôi nói là tôi có ý hơn thua tranh giành những cái gì của người khác có, không có, tôi không có ý đó, mà tôi dạy cho chính tôi rằng người tu của mình là cái mục đích của mình là phải là đóng lương trụ cột Phật pháp, cho nên tâm kỳ Phật pháp đóng lương dụng tác hậu lai quy cảnh. Mình bây giờ mình chưa có giải thoát giác ngộ liền được như Phật, nhưng mà dụng ý của mình làm sao mà làm một cái tác nhân để cho hậu lai có cái chỗ quay về. Mà bây giờ quay về đâu? Chùa to. Tôi thấy bây giờ chùa to chừng nào khổ đau không chừng. Trước khi tôi qua bên này, tôi để lại một cái ngôi chùa. Dầu là cái chùa quê thôi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là cái hàng tử đệ của tôi bên đó, đồ đệ tôi bên đó, điện qua than thở với tôi là con thấy con khổ lắm. Có gì khổ? Làm chùa Phật tử cúng dường làm chùa không không khổ bằng cái chuyện mà huynh đệ ở chung với nhau. Ở chung với nhau mà làm tỳ kheo hết rồi, bây giờ không hề tụng kinh bái sám, thậm chí ngồi đó chờ đó mà tới giờ rồi đi 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 kêu ra mà leo lên mâm mà ăn, mà leo lên mâm mà ăn rồi đó còn gắn cái phone vô lỗ tai, bắt cái màn hình vừa ăn mà vừa dòm màn hình mà vừa gắn phone lỗ tai mà nói chuyện với bá tánh bổn đạo. Sẵn đây tôi nói thật lòng với bá tánh bổn đạo, những ai quyến thuộc với tôi, quý vị cảm thông cho tôi. Cảm thông cho tôi là sự thật. Quý thầy, quý Phật tử điện thăm nhau là một điều tốt. Nhưng mà lâu lâu vậy đó, điện thăm nhau, đừng có tu hành mà cứ tối ngày mà cứ điện hỏi Phật tử khỏe không, thầy khỏe không, rồi cho tôi gửi lời thăm ba mẹ Phật tử nghe, cho tôi thăm mấy đứa nhỏ nghe, ở rồi thằng hai hôm nay nó đi làm ăn sao, rồi chị Út bây giờ học ra trường chưa, rồi trời ơi tôi thật sự tôi nói thật các vị là tôi làm điều đó thừa khả năng tôi làm được. Nhưng mà nó không phải cái chất của người tu như vậy. Tôi có mấy ông đệ tử ở đây là tôi nói là tôi nói tôi không nói ai xa lạ, tôi nói đệ tử của tôi đó. Ôm cái điện thoại suốt ngày, thậm chí 11, 12 giờ đêm, bị 11, 20 đêm thì nói chuyện với Phật tử ở Việt Nam. Còn nguyên ngày
rồi coi như là suốt ngày mà điện thăm Phật tử, nào là tiểu tiểu bang này, tiểu bang kia, tiểu bang nọ. Thậm chí tôi nói thật các vị là tôi khó chịu vô cùng. Khó chịu là mình tiếc cho cái hàng tử đệ của mình. Không có thời giờ, nếu như vậy không có thời giờ để có chánh niệm, để có chánh tư duy, để có tu tập chứ. Luôn cả hòa thượng thượng tọa mà cầm điện thoại nói chuyện suốt ngày với bá tánh bổn đạo là biết đây là cái chất của hòa thượng thượng tọa này không có chánh niệm đâu. Là đồ dởm, đồ ma, đồ nhái. Tu hành cái gì mà phải thăm hỏi với nhau? Cho nên tôi nói các Phật tử nào mà có thương có quý tôi thì các vị hoan hỷ cho tôi. Tôi không điện thăm các vị là các vị nên mừng. Còn mà tôi cứ điện thăm các vị hoài đó là các vị nên buồn đó. Là thầy như vậy thầy còn tu hành cái gì? Có cái tôi nói các Phật tử khó nghe thật. Nghe nó khó nghe nhưng mà nó lại sự thật. Điện thăm được cái gì? Vậy mà các huynh đệ nên nhớ, các Phật tử thương thầy đó, cứ việc theo dõi những cái lời thầy giảng dạy, đọc những cái lời tôi viết, nghe những cái lời tôi nói, mà lời tôi viết, lời tôi nói là phải đúng kinh pháp. Nếu tôi viết đúng kinh pháp là nên mừng, là biết tôi khỏe rồi, biết tôi còn cái tâm đối với Phật pháp, tâm kỳ Phật pháp, đóng lương dũng tác hậu lai quy cảnh rồi. Thăm tôi là bằng cách đó là quý giá vô cùng. Tôi thương Phật tử, tôi quý Phật tử, tôi đền ơn cho Phật tử, cho Tam Bảo là tôi giảng như vậy nè. Không bỏ buổi giảng, cố gắng tinh tấn viết giải thích kinh điển cho rõ ràng. Như vậy là tôi đã nhớ Phật tử rồi. Còn cái thứ mà không rời cái điện thoại, hết gắn phone vô lỗ tai, tới cầm điện thoại xem qua màn hình, là cái thứ đó hoàn toàn là rỗng bét. Tâm hồn đều có dụng ý, mưu mô, xảo trá, lừa bịp. Cuộc đời này ai chúc tụng được cho ai? Chúc tụng được. Nếu mà chúc tụng cho nhau được thì Đức Phật không cần giảng kinh thuyết pháp. Cứ việc Phật gặp và Phật chúc cho nhau. Cho nên ngày nay mà Phật tử thương tôi, những nghiên cái tình, các vị gọi cho tôi đầu cái câu đầu tiên hỏi và thầy khỏe, nhiêu đó được rồi. À, cuối cùng nói chuyện đạo lý gì đó, nó cần thiết nói đạo lý á. Rồi xong rồi, vậy thưa thầy, nghỉ, rồi cúp cái hình thoại cái rốt. Không có chuyện mà trước khi con dứt lời, con chúc cho thầy thế này kia là đồ dẹp, đồ bỏ. Cái thứ đó của thế gian người ta xài. Phật pháp mình không có xài những thứ đó. Cho nên người tu là từ thân quyết chí phi tri ý dục đẳng siêu hà sở. Là giá từ song thân mà quyết chí, quyết lòng đi ra con đường để rồi cái ý dục đản siêu hà sở là ý muốn vượt lên cho ngang đến chỗ của các bậc thánh hiền Phật, cái khởi khả thiên nhiên thời quá sớm tối suy nghĩ thì đâu có thể để cho thời giờ nó qua mặt. Thức tối mình đừng có đùa, đừng có nô đùa mà để cho cái thời gian nó luống qua vô bổ. Cho nên tôi có cái ông đệ tử hiện bây giờ đang ở Linh Sơn Cổ Tự ở bên. Cái hồi anh ta chưa tu rồi tinh tấn lắm. Công quả cơ bằng mà chính ông thầy trụ trì, ông đệ tử thầy Quảng Tâm bây giờ dẫn vô chùa đi tu đó chứ. Dẫn cho đi tu. Trời, đi vô tinh tấn lắm. Không bỏ thời kinh nào.
coi như là ham học, đọc hết quyển sách này tới quyển sách nọ. Tới bây giờ tu được vài năm rồi, giờ làm tỳ kheo rồi, là ôm cái điện thoại nói suốt, mà nói trên trời, nói dưới đất, nói không có ra một cái đám ôn gì. Viết bài tôi thấy đăng trên Facebook thì viết cũng trên trời dưới đất, viết không ra một cái nghĩa lý sâu xa nào. Copy cái lời của người ta nói, mà lời nói đọc không hiểu. Thậm chí cái bản thân nó viết mà nó không hiểu nó viết cái gì. Rồi cái ông trụ trì ông điện qua tôi, ông nói trời ơi, thầy ơi, bây giờ cái ông không có kinh kệ hết trơn, tới mở mà ra ăn cơm với con nó, mà mời ra ăn cơm mà còn cầm cái điện thoại nói. Tôi hỏi nói chuyện với ai? Nói chuyện với bá tánh bổn đạo. Tôi nói cái thứ mà bá tánh bổn đạo như vậy là cái thứ đó cũng không phải là bá tánh bổn đạo nữa. Bá tánh bổn đạo phải biết để cho quý thầy, nhắc nhở quý thầy cái thời giờ tu học. Cái thứ đó cũng như cái thứ mà đàn bà mà tối ngày mà nói chuyện với thầy mà nói dạy nhất đó, cũng không khác gì con gái đứng đường mà để đi khiêu gợi, đi kêu gọi đố đảng với cái thứ mà không ra gì. Cho nên tôi nói các Phật tử, tín tín nữ của Phật tử, tôi nói các vị hoan hỷ để cho quý thầy tu hành. Hà cớ gì mà cứ cầm cầm cái điện thoại mà tâm sự với thầy, nhất là với thầy cái tuổi mà cũng còn trẻ trẻ, để cho mấy thầy người ta có cái thời giờ tu hành. Còn còn gặp mà mình gặp cái ông thầy nào mà tối ngày điện thoại mình hoài đó, cắt dẹp, ta biết thầy không có chắc gì trong đó trơn á. Thầy gì mà cầm điện thoại gọi mình tối ngày, là biết ông thầy này là không có chất lượng, là đâu có thứ tầm xàm ba láp, thứ tào lao, không lo tu hành, không khỉ khô gì hết. Cắt đứt. Sẵn đây tôi nói thẳng như vậy, tôi nói mạnh như vậy để cho bá tánh vọng đạo ở Việt Nam lưu ý chỗ đó, cũng như Phật tử ở hải ngoại. Mà tôi biết Phật tử ở hải ngoại thì nó không có thời gian nó nhiều, là tại vì Phật tử ở hải ngoại ai cũng đi làm đâu tắt mặt tối, nên không có thời gian mà nói chuyện nhiều. Còn Phật tử Việt Nam lưu ý chỗ đó, bị nhàn quá mà. Thấy ông thầy nào mà gọi cho mình, mà gọi ngày nào cũng gọi, là biết đây là đồ dởm, đây là đồ mạ, đây là đồ không có chánh niệm, không có tu hành gì hết trơn. Bản thân thầy không tu mà thầy điện thì kêu người ta tu là tu cái gì? Nó hẳn như này, thầy nào mà điện hỏi Phật tử khỏe không, Phật tử có tinh tấn không, là biết hỏi thầy tinh tấn chưa. Bản thân thầy còn lấy điện thoại thầy gọi cho tôi thì thầy tinh tấn chỗ nào? Quất thẳng lại vậy cho tôi, để cho mấy thầy trẻ mà có cái tu hành. Cho nên ngày nay cái mạng thông tin truyền thông, cái mạng 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 viễn thông cái thế này nguy hiểm vô cùng, không làm cho mấy ông thầy trẻ tu hành được. Rồi bây giờ mấy ông thầy trẻ bây giờ lên mạng nó là coi như là rồi kiếm trai. Bây giờ cái tình trạng mà đồng tính quá nhiều để lập ra cái nhóm này, cái nhóm mùa hè xanh, cái mùa hè mùa phượng đỏ, cái nhóm tăng tuổi trẻ hướng đạo gì đó, tất cả cái nhóm đó đều là những cái tên mà có học một chút và không lo tu hành. Kẻ thì kiếm trai, người thì kiếm gái. Dù khi mấy đứa trai trẻ gái trẻ ở Việt Nam tới gặp bên đây là ở tù hàng loạt. Cho nên tôi lên tiếng các vị có con em cũng coi chừng mấy ông thầy thầy tu, thậm chí cả mấy cô ni. Cái thời buổi bây giờ nó quá trớn rồi, cái gì mà tu hành mà hết lập nhóm này tới lập hội nọ, hội này nhóm kia, mùa hè xanh, mùa hè đỏ, mùa phượng vàng, mùa phượng tím, mùa gì đó, rồi nhóm gì đó, đủ thứ nhóm. Tưởng đâu sao, tưởng đâu là mấy ông thầy không à, không lo tu hành. Tu hành làm gì có nhóm. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, cái gì tôi nói thẳng vậy đó, để mà cho các vị biết rằng cái nguy hiểm, để rồi chúng ta cố gắng, chúng ta phải 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 làm sao đó cho mình tâm kỳ Phật pháp. Đó, nó đau xót biết bao nhiêu đau xót. Người xưa người ta tu hành, người ta đi học kêu bằng ngũ hạ dĩ tiền tinh chiên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền. Người tu là coi như năm hạ đầu là coi như rồng ở ở chùa, lo mà hành trì, lo mà giữ gìn giới luật. Sau năm mùa
tu tập rồi đó thì mới đi học học đạo. Cho là học đạo bây giờ là 10 năm, ít nhất là 10 năm học đạo thì là hết 20 năm rồi. 20 năm học đạo xong về người ta lo, người ta tĩnh tâm, người ta tiếp tục nghiên cứu nữa thì ba cả gần 30 năm mới ra để xuất gia hành đạo làm đạo. Còn cái chuyện mà vì cái hoàn cảnh mà người ta làm đạo sớm là nó cũng là cái do cái chủng tử nhân duyên người ta. Còn bây giờ mình chưa có được thì mình lo mình tịnh tâm, mình lo mình nghiên cứu trau dồi để rồi mình mới xuất gia hành đạo thì cũng ít nhất cũng 20-30 năm. Bây giờ mới xuất gia ngày trước ngày sau, xuất gia chưa đầy 3 năm là đã là ông thầy, làm ông thầy rồi là lo ăn mặc ngủ, ôm cái máy vi tính, ôm cái máy laptop, ôm cái điện thoại đó mà coi như là lập nhóm này đảng nọ phe kia làm cái gì. Rồi đi học cả, học cho được ra cái học vị văn bằng, giờ biết bao nhiêu tiến sĩ này, tiến sĩ kia, tiến sĩ nọ, cũng ngồi đó mà lập hết cái phe này, đảng phái nọ, để mà gọi là thứ kỳ, tâm kỳ Phật Pháp đóng lương đó hay sao? Dụng tác hậu lai quy cảnh, tâm kỳ Phật Pháp đóng lương ở chỗ nào? Mấy thầy làm được rừng cọ cho Phật Pháp bao nhiêu chỉ tôi coi. Hay là mấy thầy lập phe lập nhóm để cho ta được thỏa mãn cái tham dục, cái dâm dục, cái thực dục. Giờ ngày nay nó rối quá, rối thưa các vị, nó rối quá mà buộc lòng cứ lên tiếng hoài, mỗi lần nghe lên tiếng gì giống như là chửi bới lẫn nhau vậy. Thật sự tôi cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng mà bây giờ mình không nói lên tiếng thẳng thì Phật tử biết cái người mà tin họ quá lòng tin, còn người mà nó coi như nó không biết thì nó rồi tới chừng họ biết được họ đau khổ biết bao nhiêu mà nói. Cho nên người tu là phải xuất ngôn tu thiệp ư điển chương đàm thuyết nải đàm ư kê cổ hình nghi đỉnh đạt ý chí cao nhàn. Nghĩa là mình phải 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 nói kinh điển thì phải liên hệ với kinh điển, bàn thì phải dựa vào cái sự kê cứu người xưa, hình dáng đỉnh đạt chí khí cao nhàn. Hình dáng đỉnh đạt ở đây không phải là ăn mặc cho đẹp cho sang để gọi là hình dáng đỉnh đạt, mà cái người tu là bất chánh sắc y. Bất chánh sắc y có nghĩa là mình mặc cái màu sắc nào mà người thế gian người ta chê đó mới là cái màu của người tu. Mà chính ông Nguyễn Du ngày xưa ông nói là mùi thiền đã bén múi dưa mà màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sầm. Người tu là phải cái mùi là phải bén múi tương trao dưa muối, còn cái màu ăn mặc là phải phải cái màu nâu sầm. Đó là nói về cái phong cách của cái người Việt Nam tu hành. Còn bây giờ mà tu hành mà bây giờ ăn mặc á, với thầy tu mà ăn mặc cái vải màu trắng tinh mỏng te, trời ơi tôi nói trời ơi là trời. Hôm qua hôm kia quý thượng tọa bên Canada điện qua cho tôi, điện qua nói năm rồi cái khóa tu bên đó đó mấy thầy ở Việt Nam đi qua đó mà ăn mặc cái nội y bên trong á, mà nói thẳng là cái quần lót á, là cái quần đàn bà. Rồi mấy cái bà giặt đồ bà mắc cười, bà cười quá rồi bà mời với thầy bà nói chuyện, với thầy bắt cười không biết nói làm sao, mới nói là cô có lấy lộn đồ của Phật tử nữ nào không, nói vậy cho nó phay khỏa, ăn mặc như vậy nó kỳ quá. Bây giờ ngày nay tôi nói không hiểu nổi. Người tu mà ăn mặc quần áo láng ót, ăn mặc là thấy được cái nội y bên trong, rồi thậm chí là bên trong thì mặc áo áo mỏng te trắng tươi thấy được nội y bên trong rồi đã vậy mà mặc áo bên ngoài vải đâu phải vải dày đâu, đâu phải vải như thế này mà vải mỏng te nữa để ta thấy được cái ba lớp bên trong luôn. Như vậy thì tôi hỏi các vị tu hành như vậy là tu cái gì? Cho nên tôi nhắc cho đại chúng cúng dường cho quý thầy nhớ rằng á, cái màu của mấy thầy mặc gọi là bấn và bất chánh sắc y. Bất chánh sắc y là có nghĩa là cái màu không phải màu chánh của đẹp đẽ như người thường được. Gọi là mặc màu sắc mà người thường họ chê, người thế gian họ chê. Thí dụ như cái màu này là người thế gian họ chê nè, họ chê tối, đen thui đen thủi thì người tu mới lấy cái màu đó mà mặc.
hay là cái màu vàng. Màu vàng là tại vì ngoài đời á, thật sự ra nếu hồi xưa á, không có ai mà mặc cái màu vàng mà đi ra chợ hay đi ra đường hết á, tại vì cái màu đó nó kỳ lắm. Chỉ trừ ra bây giờ người Việt Nam mình mặc áo dài, coi áo dài để đi đi cúng đình, đi đám cưới, đi Tết đồ coi cho, chứ thật sự cái màu vàng mà người biết là không ai mặc hết trơn. Cái màu đó không giống ai. Cái màu đó là cái màu coi như màu quái sắc, cái màu đó nó kỳ cục. Thì cái màu mà người thế gian họ bỏ thì người tu mới lấy đó ra mặc. Đó cho nên gọi là bất chánh sắc y là như vậy. Cho nên trong lòng tự kỳ hẹn cho mình phải làm cái trụ cột cho Phật pháp, làm gương cho cái làm mẫu cho cái tương lai. Thường xuyên tự nguyện như vậy mà chưa hẳn phù hợp với người xuất gia. Cho nên đó, tôi nói như vậy thưa các chư huynh đệ là không có ý mà để tôi triệt hạ ai hết. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nhằm nhắc lại cho bản thân tôi. Đồng thời gửi cho những huynh đệ nào có cái tâm mà bằng lòng làm theo cái con đường của Phật nhắc nhở. Làm được những điều đó để chi vậy? Để được nhẹ nhàng, được khinh an, được giải thoát, được giác ngộ, chứ không phải làm vậy để làm gì hết. Thôi bây giờ tôi nhắc sơ sơ vậy, bây giờ bắt đầu mình vào kinh Phật. Tiếp tục cái phần ngày hôm qua, phần chánh văn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Ngài Di Ma Cật rằng: Bồ Tát đã khởi quán chúng sanh như vậy, thế còn hạnh từ bi, Bồ Tát có thực hành hạnh từ bi của mình đối với chúng sanh bằng cách nào? Cái câu tuyệt vời. Cái câu thứ nhất là Ngài hỏi rằng là mình tu hành là mình phải khởi cái niệm quán chúng sanh. Như vậy bây giờ mình đã khởi quán chúng sanh như vậy rồi thì bây giờ mình thể hiện cái từ bi của Bồ Tát, cái hạnh từ bi của mình đối với chúng sanh bằng cách nào? Ông Di Ma Cật nói Bồ Tát khởi quán như thế rồi, tự nghĩ ta sẽ vì chúng sanh mà nói pháp như thế đó để hành chân thật từ. Hành chân thật từ. Cái lòng từ nó chân thật. Tiếp đến Bồ Tát vận dụng hành tịch diệt từ, biết rõ các pháp vốn không sanh. Hành bất nhiệt từ để cho phiền não sanh khởi trong lòng mà vơi đi. Hành bất nhiệt từ là có nghĩa là cái chữ nhiệt đó là nóng à. Mà làm cho cái phiền não nó nóng ở trong lòng, nó không còn nung nóng ở trong lòng nữa, cho nên gọi là hành bất nhiệt từ. Thưa với các vị là cái chữ từ ở đây á, mà xưa nay chúng ta nghe nó là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc là cái lòng thương yêu. Cái lòng thương yêu có khả năng đem đến cho chúng sanh được an vui thì mới gọi là từ. Xưa nay mình sai lầm cái chỗ là thí dụ như mình đặt cái danh từ từ thiện. Cái từ thiện, nếu mình làm việc từ thiện thì mình phải làm cho chúng sanh vui, mình vui. Còn có những khi từ thiện vậy chứ rồi nó đem lại cái sự đau khổ chứ không phải đem lại sự an vui. Bởi vì không biết cách làm từ thiện, cứ nghĩ rằng mình có cái điều kiện đó mình đem mình bố ra, mình ban ra. Rồi chúng sanh mà nó cúi đầu, nó thọ ơn mình, nó ca ngợi mình thì mình vui, mình còn hứa hẹn, mình còn tới nữa. Còn mà nếu mà chúng sanh mà nó làm điều gì đó mình nghịch ý là coi như mình bye bye. Như vậy cái từ đó nó chưa phải là từ. Thiện đó nó chưa phải là thiện. Cho nên tôi có mấy Phật tử bổn đạo, tôi nói đây là tôi nói chân thành. Họ làm từ thiện mà họ nói là thầy đừng bao giờ nói tới tên con. Không phải như vậy là con tốt lành, mà tại vì á,
Thứ nhất là nếu thầy dạy đạo cho con mà thầy còn nhắc tới tên con, có nghĩa là thầy chưa có thương con thật sự. Thứ hai á, là vì hoàn cảnh mà nói tới tên con ra thì nhiều khi con muốn cúng dường, con muốn bố thí gì để gia, con không muốn gia đình con biết, bạn bè con biết, vân vân, cho nên nó nhiều việc. Cho nên những người làm từ thiện phải lưu ý chỗ này. Đừng có làm từ thiện rồi đi báo cáo, đi đặng lãnh cái văn bằng, lãnh cái bằng khen. Trời ơi, người khổ người ta đã khổ mà mình giúp cho người ta mà mình đừng chờ những cái thứ đó, thì cái đó chưa phải là từ thiện. Cho nên cái chữ từ của Đạo Phật là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh Di Lạc. Có nghĩa là cái lòng thương yêu của mình đó, nếu mà mình gọi là thương yêu thật á, là mình phải có khả năng đem đến cho tất cả chúng sanh niềm an vui. Còn nếu nói bi là gì? Bi là bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Có nghĩa cái lòng thương xót gọi là bi á, là phải có khả năng cứu tất cả chúng sanh thoát khổ mới gọi là từ bi. Cho nên tôi thường nói là từ thiện là chúng ta chỉ cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Mà giàu cho có cứu nghèo được chứ không thể cứu khổ. Bởi vì khi nào chúng ta có thể giúp được chúng sanh nó vơi cái nỗi khổ niềm đau, thì cái đó mới chính thức là từ thiện, gọi là ba la mật, bố thí ba la mật. Bởi vì bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ mà. Cho nên cái chuyện của Đạo Phật là cái chuyện phải cứu khổ là chính, chứ không phải cái chuyện của Đạo Phật là đi bố thí rồi để mà cho nó ăn, rồi để có khi nó chờ đợi cái quà bố thí đó. Ngày hôm nay các cái chùa quê, tôi nói các cái chùa quê muốn làm cái lễ Du Lan, muốn làm cái lễ Phật Đản á, thấy đặng gom bá tánh bổn đạo lại đông như vậy, chứ thật sự ra các vị biết rằng không có làm đúng cái chánh pháp bao nhiêu đâu. Tôi ngồi mà tôi xem trên màn hình mà tôi thấy mà tôi đau xót cái chỗ là bây giờ muốn làm cái lễ mà cho bá tánh đông á, để dụ khỉ thiên hạ, dụ khỉ bá tánh bổn đạo nước ngoài mà nó gửi nó cúng á, để cho tỏ vẻ ta đây là chùa tôi, bây giờ một lần lễ như vậy là ngang ngươi. Phải làm gì? Mướn ca sĩ, kịch sĩ, nghệ sĩ nó xuống nó đùa giỡn trước Phật. Rồi chưa đâu. Rồi bây giờ ráng mà gom mấy cái người mà nghèo khổ. Để bố thí. Tội nghiệp cho mấy người bố thí. Mấy người được bố thí. Bây giờ như tôi nè, tôi là 10-15 tay này là tôi giao cho đệ tử tôi bển là đi làm việc từ thiện ở bên Càng Long ở Trà Vinh. Một phần quà như vậy có 15 đô à. Mà mình tính đủ thứ trọng trên 15 đô rồi. Đổi ra đây là bây giờ đô nó là 2.325.100 đô. 15 đô phải tính từng chi tiết, tính chúng sanh từng chi tiết. Bây giờ 15 đô đó thì 10 kg gạo là 101, rồi thùng mì bao nhiêu, chai nước tương bao nhiêu, mình tính từng chục. Trong khi bây giờ chưa tăng, bây giờ tới dự lễ trai tăng á, là cúng 1 triệu đồng một thầy. Mà thật sự ra không phải dễ mời, còn chê ít. Bởi vì bây giờ với thầy bỏ công đi từ chùa này cho tới chùa nọ, ha, từ chùa cho tới nhà bổn đạo, một thầy nhận 1 triệu như vậy là còn chết. Bây giờ cúng dường là phải quý hòa thượng chứng minh là ở Sài Gòn là phải 10 triệu, 5 triệu là ít à. Trong khi bá tánh chúng sanh khổ, mình cho người ta phần quà 15 đồng đô là tính ra là trên dưới 350.000 là mình tính đủ thứ ở trong. Người ta phải xếp hàng, có khi người ta chờ đợi từ sáng tới trưa. Rồi tới đó đâu phải được nhận liền đâu. Ngồi đó rồi chờ cho nó làm cái lễ hành chánh. Lễ hành chánh hết cái ông thầy trụ trì phát biểu, cho tới cái đám mà nó đi xuống nó cho quà nó phát biểu. Rồi xong rồi đâu phải vậy đâu, chính quyền địa phương nó phát biểu. Rồi cái người lãnh quà đại diện lên phát biểu. Trời ơi, lãnh có phần quà thôi mà nó mệt nhọc cả ngày, người ta phải chờ đợi như vậy. Trong khi là mấy thầy
được cúng, rồi được lạy. Có người đứng ở xa quạt. Thì tôi hỏi các vị, mình sao mình không có đem cái tâm từ bi để mình thương xót chúng sanh chứ? Tôi nói như vậy không có ý là tôi hạ bệ cái hàng tăng bảo, mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ là bây giờ mình phải cố gắng, mình làm cái gì đó mình phải có, phải phải nhớ hai chữ từ bi của đạo Phật. Mình thương chúng sanh, mình xót chúng sanh. Người ta vì vô minh, vì cái không làm chủ được lục căn lục trần gì đó, cho nên người ta mới bị tác động, mới bị nghiệp lực sanh ra cuộc đời này thiếu may mắn, thiếu phước báo, nghèo khổ tật nguyền như vậy. Thì mình làm cái gì đó mình phải đem cái tâm mình thương xót, và mình muốn hành động cái việc gì đó mình phải thấy mình thương cho những người đó, người ta tủi thân người ta chứ. Mấy thầy tu mà thiếu cái lòng từ bi như vậy tu làm cái gì? Cho nên tôi cũng nói thật với chư huynh đệ là tôi có nhờ có một vài Phật tử, không phải một vài, nó có một người Phật tử ở tiểu bang North Carolina nhờ tôi giúp giùm, phóng sanh giùm. Tôi điện về nhờ một đạo hữu ở Sài Gòn. Tôi nói bây giờ cái ngày 15 Tây, đạo hữu đi xuống dự cái lễ phát quà, biếu quà cho người ta và dự cái lễ ở chùa đó. Đi tới chợ, gặp con cá nào, gặp con cua nào, gặp con tép nào mà nó có duyên, mình gặp nó trước, mình tới cái chợ đó. Bị chợ quê nào cũng có cái sông ở trước cái chợ, ở bên hông cái chợ đó. Thường thường ở Việt Nam mình vậy đó, chợ là kế cái chợ là nó có con sông. Bây giờ hồi xưa mình ở Việt Nam mình là cái sự giao thiệp với nhau buôn bán là bằng đường thủy mà. Cho nên thường thường là các cái vị tiền bối người ta cắt chợ là ngay cái chợ nó có con sông. Mình mua tới đó rồi mình chỉ có đem cái khởi cái tâm từ bi lên rồi mình đọc cái bài kinh ngắn thôi. Tôi nói đọc bài kinh ngắn, thí dụ nó là hữu tình quy Phật, hữu tình quy Pháp, hữu tình quy Tăng. Hữu tình đã tạo chư vọng nghiệp, điều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sinh ra. Nhất thiết hữu tình xin sám hối, rồi mình nguyện Bổn Sư Thích Ca, mình nguyện Tam Bảo gia hộ, rồi mình đem mình phóng sanh thôi. Không có cái chuyện gì mà mua rồi đem về, mua rồi bắt qua rồi lựa từng con, hoặc là chở từng khối tới rồi giam ở đó rồi chờ mấy ông thầy ra rồi cầm hương rồi là ly nước về đủ thứ độc, nào là đại bi, nào là chú nguyện, nào là bát nhã, nào là tiêu tai, nào là quy y, nào là nguyện trú kiết tường, rồi hục nguyện, rồi đủ thứ chuyện. Cái thứ đó là biệp thiên hạ. Phóng sanh như vậy không phải là phóng sanh. Đã người ta bây giờ đã người ta khổ, người ta đang giam lỏng, người ta sợ thấy mồ rồi, người ta bây giờ thí dụ mình nói mình đi, mình đang bị bắt bớ là mình một người ta nói nhất 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 nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, một ngày ở trong tù bằng chữ thiên à, chữ thiên là ngàn á, bằng 1.000 mùa thu, ở có nghĩa là nó lâu xa vậy đó. Thiên thu tại ngoại, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Mà bây giờ mình bắt người ta rồi mình bỏ người ta vô thùng, rồi mình còn đứng đó mình đọc hoài, trời ơi nó đau khổ biết là ngần nào. Cho nên cái nghi thức mà phóng sanh soạn ra là tôi nói không biết tổ nào, không biết thầy nào, mà điều là bậy bạ, điều là không có học đạo, điều là ngu si dốt nát lừa bịp ba tánh mới soạn ra cái nghi thức mà phóng sanh. Phóng sanh làm gì có nghi thức mà soạn. Cho nên cái thầy nào bất cứ hòa thượng thượng tọa đại đức ni trưởng ni sư gì mà soạn ra cái nghi thức phóng sanh là điều là cái thứ không học đạo, cái thứ là ngu si vô trí dốt nát. Mình mua nó về mình giúp nó được, mình phóng lúc nào là được tốt, chưa kể cả mà phóng sanh mà đi đặt. Phóng sanh mà đi đặt thì phóng sanh làm cái gì? Như tôi bởi vậy, ai nhờ tôi phóng sanh tôi làm vậy đó, ai thích thì cứ việc nhờ. Tôi sẵn sàng, tôi không có bài trừ cái việc phóng sanh, tôi không có đốn.
Nhưng mà thả phóng sanh là phóng sanh kiểu đó đó, đi ra ngoài chợ hoặc là đi đường, mình có khả năng mình thấy con vật nào đó nó đang đau khổ, nó đang ham sống sợ chết, mình đủ khả năng mình giúp nó được, mình giúp, như vậy là phóng sanh. Chứ không có kiểu phóng sanh mà đi gom tiền bá tánh bổn đạo rồi 100 triệu, 1.000 triệu rồi rồi đi rồi mướn một cái chiếc thuyền rồi rồi súng nha mà lên đó mà tụng kinh in nổi mà làm cái chuyện mà để cho thiên hạ chú ý. Tu hành không có chuyện mà làm cho thiên hạ chú ý, mà tu hành là phải có lòng từ bi, mà từ bi là từ năng giữa nhất thiết chúng sanh chi lạc, mà bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Những cái điều tôi nói về tôi biết khó nghe lắm mà tôi phải nói đó. Cho nên tôi nhắc nhở vậy đó, ai mà chấp nhận nghe những cái tư tưởng này là tốt. Còn quý vị mà không nghe thì cũng không sao. Đừng có lừa bịp. Dầu là hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, dầu là đạo cao, đức trọng gì đó mà so cái nghi thức phóng sanh là cái thứ dởm, cái thứ đồ ma, cái thứ đồ nhái, cái thứ lừa bịp chúng sanh. Cho nên tôi thấy cái nghi mà phóng sanh là tôi mắc ghét rồi. Nên hai bữa nữa là Phật tử từ Sài Gòn xuống, tôi biểu vậy đó. Tôi tưởng đâu là cái chợ Càng Long á, cái chợ nhỏ, vì tôi ra đi tôi cũng quên, tại hồi xưa tôi cũng ít có đi các cái chợ mà ở ở Trà Vinh, ở cái miệt mà từ Trà Vinh lên Vĩnh Long. Tôi hồi xưa ở Việt Nam tôi cũng làm điều đó. Cứ việc cái ngày rằm quan đó, Phật tử ở Sài Gòn cũng như Phật tử nước ngoài ai muốn phóng sanh đó, cái họ điện về cái tôi mới coi như là sáng nè, 6 giờ sáng mình ở chợ quê mở cửa sớm, rồi Phật tử đi mấy cái chợ quê đó, chợ quê nó nhỏ lắm, rồi cái đi đi ra chợ cái mình mua mấy con vật rồi mình đem mình phóng sanh vậy thôi. Thì cái ngày đó cái người giàu á, họ thì người giàu họ đâu có ăn cá chết. Người giàu thì ăn đồ tươi, đồ sống, họ ra họ mua không có, bị 6 giờ mình chặn mình mua rồi. Người giàu nó ngủ trễ, 7 giờ, 8 giờ nó mới đi chợ. Đó, cho nên là tôi mới biểu là thôi bây giờ vậy đó. Bây giờ coi như là làm vậy rồi đem đi thả, đem ra đó. Tại vì mình nể Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình là vị giáo chủ thì cứ niệm Bổn Sư 3 lần. Rồi đọc cái bài nhỏ thôi, đọc nhỏ thôi, đừng có gõ mõ, gõ chuông, in nổi làm cho người ta hiếu kỳ đó không được. Người tu không có chơi cái kiểu mà hát tuồng, không có chơi cái kiểu mà sân đông mãi gió. Cứ việc mình âm thầm mình đọc vậy đó thôi, rồi cái mình đem mình thả cho nó vui vẻ. Nó vui vẻ một giờ phút nào là mình thấy mình có phước giờ phút đó. Cho nên tôi nhắc lại cái đám thầy chùa mà lừa bịp thiên hạ, hoặc cái đám mà lóc cóc len ken mà đi mà mua cá rồi đi tấn 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 rồi mướn một chiếc ghe rồi ra ngoài ngoài sông mà tụng in ỏi rồi làm những cái trò bịp bợm thiên hạ đó, phải cẩn cẩn trọng mà nghe, cẩn trọng mà làm đó, nó không đem lợi ích gì bao nhiêu đâu, nó lợi ích cho cái đám ngu si vô trí đó đó, đặng nó mua vui cũng được một vài trống canh thôi, chứ thật sự nó không có lợi ích mà cái kiểu mà đưa tới sự giải thoát giác ngộ đâu. Cho nên các vị theo đạo Phật, các vị phải biết cái mục đích đạo Phật nói cái gì. Bởi vì tôi nhắc tại sao tôi nói hoài nó hết công chuyện. Đây là tôi thưa các vị là các vị đang cái trình độ, các vị học học cái chương trình cao đó nha. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, từ tâm rộng lớn vô lượng vô biên, người khéo tu là người mở rộng từ tâm hết thảy muôn loài chúng sanh khắp mười phương thế giới, bi tâm cũng như vậy. Từ tâm trừ sân hận, sang tham, phiền não, ví như ngọc mani, để nó vào nước đục, khiến nước đục trở thành trong. Người có từ tâm xa lìa ba độc tham sân si, cho nên gặp người dầu mắng nhiếc đánh đập vân vân cũng giữ tâm bình thản, chẳng có tâm sân hận. Từ là duyên sanh lạc, cho nên người được từ tâm tam muội thì liền được các khổ trừ, liền trừ được các khổ, liền được an vui. Người có tâm từ rộng lớn vô lượng duyên khắp chúng sanh, phá tan quán tật phiền não. Trái lại, người có tâm nhỏ hẹp thì thường chấp các việc nhỏ để rồi sanh tâm áo não ưu phiền sân hận.
Cho nên Đức Phật dạy từ tâm tam muội được năm công đức, đó là vào lửa không bị thiêu cháy, ăn nhầm chất độc không bị chết vì ngộ độc, không bị nạn đau binh, không chết bất đắc, thường được chư thiện thần phò hộ. Cái người có từ tâm tam muội được năm công đức đó, vào lửa không bị thiêu cháy. Lửa đây là lửa lòng, lửa dục, lửa sân hận. Dầu có là sân hận nhưng mà không bị thiêu cháy. Như tôi nói thật các vị, hồi nãy giờ tôi giả tôi chửi ôm sùm vậy đó, tôi coi như là sân hận đó, nhưng mà thật sự ra có gì thiêu cháy tôi đâu. Vì cái nỗi ưu tư, vì cái sự lo lắng cho tiền đồ Phật Pháp, cho các vị, tôi muốn nói vậy, chứ tôi nói vậy lợi ích gì cho tôi đâu mà tôi phải sân hận. Phải chi mà tôi sân hận để rồi tôi đố kỵ, tôi ganh tị, tôi gom về cho tôi á, thì tôi ưu tư, tôi bị thiêu cháy, còn anh em không có. Nói vậy là vì thấy sai, thấy trái cho nên phải phá tà hiển chánh vậy thôi. Tôi trở lại cái vấn đề nãy tôi nói mà tôi quên, tôi nói nửa chừng á. Thành ra tôi mới hỏi lại cái ông thầy sư huynh tôi hỏi là cái chợ Càng Long á, mình mua bao nhiêu tiền cá khoảng nó hết cái chợ đó. Trời ơi, cái chợ đó, chợ thị à, chợ lớn á, mua 100-200 triệu không biết đủ không nữa. Tôi nói là vậy thôi, vậy không, nhưng vậy là phóng sanh sao đây? Trong khi Phật tử nhờ tôi phóng sanh vài trăm đô la à, có nghĩa là trên dưới chục triệu đồng Việt Nam à, mà bây giờ mà cái nghe nói cái chợ cả 100 triệu trở lên mới mua hết cá, là bây giờ phóng sanh sao? Thôi thì bây giờ nó còn cá cứ việc mình, con nào nó có duyên với mình thì mình gặp nó trước, thì mình cứ mình mua nó mình thả thôi. Vậy đó, mình không có chuyện gì hết á. Còn bây giờ mình lợi đó, mình mua, thí dụ mình nói mình mua hết cái rổ cá đó mà mình lựa con này mình phóng, lựa con kia mình để lại, thì nó có đem cái đau khổ chứ. Mai là nó là con cá đó là súc sanh, nhưng mà nếu nó là hữu tình nó cũng có sự buồn bã chứ. Thí dụ như bây giờ các vị đi một cái đoàn mà cái người nào đó ta đem bịch sô cô la, người ta cho cái người bên cạnh mình ngồi bên đó, mình nghĩ như mình không có chết thèm, nhưng mà người ta không cho mình cũng buồn chứ. Hà huống là mình cứu một sinh mạng. Cho nên tôi nói các vị ơi, những cái hình thức mà tu, mà cái hình thức đó các vị phải xét lại. Không khéo là mình phiền não dữ lắm đó nha. Mình phiền não cho mình, mà phiền não cho cái hữu tình xung quanh nữa. Vì vậy mà Đức Phật không có chủ trương mấy chuyện vậy. Nhưng mà tại vì sau này cái giới Bồ Tát á, sở dĩ muốn cho mình phương tiện, có cái sở hành, rồi mình mới làm những cái điều đó thôi. Đó, cho nên như vậy mà các vị nhắc, tôi nhắc vậy đó. Cho nên nay là bữa, tối nay là tối 13 bên Việt Nam, rồi là ngày 15 là bố thí cũng vậy. Như tôi nói các thầy, các huynh đệ là tiền là Phật tử đóng góp cho thầy, gửi về cho các vị làm từ thiện, phát tâm bố thí. Nhưng mà đừng nói gì tới tên tôi trọng hết. Miễn làm sao mà đưa tới tận tay người nghèo, người khổ. Rồi mình bị gì kẹt là tôi nhận tiền bá tánh bổn đạo, giàu ít nhiều người 5 đồng, 10 đồng cũng là cái tấm lòng rồi, tôi không đăng lên màn hình rồi các vị nói là tôi nhận tiền là tôi ăn sao? Rồi các vị sanh cái tâm nghi ngờ là thêm cái tội nữa, cho nên là yêu cầu có một vài tấm hình tôi đăng lên tôi cảm ơn vậy thôi. Cảm ơn là biết là tôi nhận tiền các vị, tôi đã nhờ người làm như vậy. Chứ còn không hề đọc nó tên tôi có gì mà đọc tên tôi có gì mà cảm ơn tôi. Tôi biết thầy mà dẫn cái đoàn đi từ thiện là coi chừng à. Phước đâu không thấy mà tội ngập đầu. Mình không làm phước thì mình đừng có làm tội. Mình có con khỉ khô gì mà nói của mình. Mình có con khỉ gì mà nói của mình. Thậm chí mình ta cho 10 đồng, mình đưa có 7 đồng, mình còn ăn 3 đồng ở trong tiền xe, tiền cộ, tiền ngủ, tiền khách sạn này kia nọ, hoặc là tiền này kia là coi chừng à, nó tội lắm à, mình ăn lường của người nghèo á. Mà còn xưng danh là tôi tới đây tôi bố thí, tôi có gì tôi bố thí. Nhớ là bố thí là tài thí, pháp thí, vô quý thí mới gọi là bố thí ba la mật. Cho nên tôi thấy mà mấy thầy á, dạy cho người ta đừng có nói dối, đừng có nói láo, mà mấy thầy nói láo còn hơn người ta người đời. Đứng phát biểu là hôm nay chúng tôi tới đây giúp cho các vị. Mình có khỉ gì mình giúp.
Cho nên tôi nói cái ngôn ngữ trần gian là cái túi rách. Có một nhà thơ nói là ngôn ngữ trần gian là túi rách, nhưng mà đừng có tưởng đâu, nó túi rách rồi nó muốn làm gì làm. Bởi vì cho nên học đạo rồi mới thấy người tu làm sao mà có cái từ tâm tam muội thì được năm công đức. Thứ nhất là vào lửa không bị thiêu cháy, thứ hai là ăn nhầm chất độc không bị chết vì ngộ độc, thứ ba là không bị nạn đau binh, thứ tư là không chết bất đắc dĩ, thứ năm là thường được chư thiện thần phò hộ. Cho nên cái đáp với câu hỏi của Đại Trí Văn Thù, trưởng giả Di Ma Cật nói thực hiện cái hạnh từ có thể biểu thị bằng nhiều cách, từ ý nghĩ cho đến hành động, cụ thể giúp cho chúng sanh có an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Tuy nhiên sự hạnh phúc an vui trong cuộc sống vật chất chưa có giá trị chân thật nếu nguồn sáng trí tuệ của họ chưa được phát huy. Cái câu này là của Thiền sư Như Quyển, ông luận bàn. Bởi vì tôi có nói với các vị từ đầu là cái bộ kinh Di Ma Cật này tôi giảng là nương vào cái giáo trình của Thiền sư Như Quyển. Tôi không phủ nhận cái công đức của Hòa Thượng, của Thiền sư Như Quyển, cái ân đức đó. Cho nên tôi lúc nào cũng nương vào cái văn tự người trước, dầu rằng tôi có thay đổi cái văn tự theo thời ngày nay. Nhưng mà cái nội dung ý nghĩa tôi học với ai, tôi đều tri ân để tôi xin chia sẻ lại. Như vậy tôi xin đọc lại cái đoạn: thực hiện cái hạnh từ có thể biểu thị bằng cách, bằng nhiều cách, từ ý nghĩ đến hành động, cụ thể giúp cho chúng sanh có an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Tuy nhiên sự hạnh phúc an vui trong cuộc sống vật chất chưa có giá trị chân thật nếu nguồn sáng trí tuệ của họ chưa được phát huy. Như vậy là chúng ta cần là cần cứu khổ. Chúng ta thấy trên đời đâu chỉ có thứ dân mới khổ, kể cả vô quan đầy đủ vật chất dục lạc vẫn đau khổ như nhau. Đâu phải có thứ dân mới khổ đâu, vô quan đầy đủ dục lạc mà còn đau khổ, có khi đau khổ còn hơn cả thứ dân. Các vị cứ tư duy đi cái câu đó rồi các vị suy nghĩ quán chiếu đi. Bồ Tát thực hiện cái hạnh từ quán triệt những chân lý vô thường, khổ không vô ngã như thế mà khai thị, khiến cho chúng sanh tỏ ngộ thâm sâu, chừng đó chúng sanh có được an vui hạnh phúc thật sự lâu dài. Đó là cách Bồ Tát thực hành cái hạnh từ chân thật, và chỉ có cách đó mới là chân thật từ. Tại sao dùng cái chân thật từ? Vì thông thường thế nhân ít ai quan niệm được ý thức mở mang trí tuệ, mà chỉ hiểu làm phước để mong cầu đổi chác mua bán. Người học Phật làm việc từ nào cũng đừng hy vọng phước báo, làm giảm phước đức nhỏ lại. Cho nên làm việc từ là đừng hy vọng phước báo, mà hãy biết mình còn làm việc nào bằng cái tâm gọi là từ đó mà hy vọng phước báo thì làm cho phước nhỏ lại. Kinh dạy độ vô số vô lượng vô biên chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được độ. Trời ơi, tuyệt vời, đó là kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật. Cho tới người tu mà làm những cái việc mà gọi là mình nói theo cái tiếng thế gian là kinh thiên động địa, mà mình không thấy mình làm việc gì hết, mình độ vô lượng vô số vô chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được mình độ, thì mấy cái đó mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Triển khai rộng về lòng từ, Bồ Tát vận dụng cái tâm gọi là tịch diệt từ. Tịch diệt từ là làm thế nào để cho cái tâm hồn thanh tịnh, vắng bặt phiền não, gọi là tịch diệt. Như vậy là mình đó, bây giờ tôi xin bắt đầu tôi nói những cái danh từ mà khó để cho các vị nghe. Bởi cái đoạn ở trên á, một hồi tôi đăng ở trên cái bài giảng các vị đọc. Tịch diệt từ là làm thế nào để tâm hồn thanh tịnh, vắng bặt phiền não. Bất nhiệt từ là không nóng nảy mà cái lòng thanh lương, lòng nguôi mát. Bất đẳng từ là nhìn bình đẳng vạn pháp như thị, nhìn mặt con người thì không có phân biệt sang hèn, giàu nghèo, không có phân biệt là ngu trí,
Bởi vì bất đẳng tơ mà. Cho nên làm từ thiện mà tôi thấy cho từ thiện mà cái người được cho từ thiện tôi thấy hôm qua có chùa ở dưới Sóc Trăng á. Trời Phật ơi, giới thiệu từng từng cái tên của cái doanh doanh nghiệp thương mại. Giới thiệu từng tên. Còn trong khi người ta ngồi đó cả ngàn người không giới thiệu mà giới thiệu đây là cô Nguyễn Thị A là chủ doanh nghiệp thức ăn gia súc Sóc Trăng, cô anh Trần Văn B là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thuốc thuốc tây gì đó dân 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 mắc cỡ quá trời đi. Mấy thầy làm như vậy mấy thầy không biết nhục hay là sao? Dầu là nó cúng nhiều cỡ nào đi nữa cũng không nên mà giới thiệu mà mời người ta lên đứng đứng mà chị gì đó chủ doanh nghiệp gì đó lên đây xá mấy thầy đi, xá mấy thầy để cho có phước. Vậy là cái đám mà ngồi dưới đó không được giới thiệu, không xá mấy thầy là không có phước hay sao? Thầy tu cỡ đó mà là tu cái gì? Trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng mà lệ thuộc ba cái thứ đồng tiền, ba cái thứ bẩn phẫn hận cái phẫn phẫn tiểu như vậy. Bên ta ngoài đời ta nói tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tạ thiên kim, mà chỉ vì một cái đồng tiền mà bắt người ta phải đi giới thiệu cho người ta đứng lên cho mọi người vỗ tay rồi biểu người ta lễ lễ với thầy đi cho có phước. Rồi tôi nói bởi cái thứ tu ngày nay nó toàn là thứ dốt nát. Chỉ vì ba cái đồng tiền mà dốt nát. Tôi thấy cái tự như tôi mắc cỡ là tôi nghĩ không biết hồi xưa mình có làm vậy không. Hồi xưa biết có làm vậy là giờ mình mắc cỡ dữ lắm á. Còn Phật tử cũng vậy nữa. Được mấy thầy giới thiệu như vậy là phải cao bay xa chạy cái tên thầy chùa đó đi. Nó giới thiệu mình như vậy để nó móc túi mình đó. Đừng có ham mà có cái tên ở trong đó. Chạy đi, cái thứ thầy chùa như vậy là chạy trốn nó đi. Đó là bất đẳng. Bất đẳng từ mà nó đâu có bất đẳng từ đâu. Nó là còn phân biệt sang hèn. Giai cấp như vậy thì tu làm cái gì? Người tu là không có giai cấp nào hết. Khi nhân loại chỉ có một dòng máu cùng đỏ, nước mắt chỉ có một vị cùng mặn. Mà tâm từ nó ở đâu? Cho nên tôi nói thật các vị là các vị Phật tử mà đi chùa đừng có ham người ta giới thiệu cái tên mình. Mình mà có tâm Phật á, mình ở ngoài cái hiên chùa, mình ở ngoài cái đồng cái sân chùa là Phật đã biết mình rồi. Còn mà chờ cho cái đám thầy chùa mình giới thiệu cái tên để rồi đứng lên vỗ tay bóp 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 vậy rồi ngước cặp mắt lên vậy nè, cái thứ đó là bụi nó bay vào mắt. Cái đứa đứa đó là cầm đuốc đốt trời mà trời không cháy mà cháy tay mình. Bởi tôi nói là tôi biết tôi ghét, ta ghét tôi dữ lắm mà tôi phải nói. Tôi nói đây không gì lợi cho nên tôi không sợ ai ghét. Cho nên người tu cái đọc tới cái câu này là tôi giận lên là vậy đó các vị. Bất đẳng từ là nhìn bình đẳng vạn pháp như thế, nhìn mặt con người không phân biệt. Như vậy các vị thấy cái bộ kinh Như Ma Cật này nó quá tuyệt vời không? Vậy mà cũng có đám ngu si vô trí nó không chịu học, nó không chịu nghiên cứu rồi nó là ngụy tạo, ngụy đạo gì đó. Đám mà nó ăn sổi ở thì. Vô tránh từ là làm thế nào bớt đi sự tranh biện vô bổ. La hán từ là không còn tham sân si. À, cho nên có ông trưởng lão Thích Thông Lạc đây. Cái đám mà lô la của ổng á, nó nói ổng là trưởng lão La Hán á. Coi coi ổng có còn tham sân si không. Ừ. Cho nên La Hán từ là không còn tham sân si. Tôi nói thiệt tôi là phàm tăng từ. Phàm tăng từ là thật sự là bên ngoài nhìn cái khuôn mặt của tôi, nhìn cái cách nói thẳng của tôi là không có chỗ nào mà gọi là thương tôi nổi hết trơn á. Nhưng mà trong lòng của tôi là các vị phải biết là tôi có cái tâm gì, ý gì tôi mới nói điều đó. Nên La Hán từ là không còn tham sân si. Bồ Tát từ là luôn thực hành lục độ mà không kẹt chấp. Vô yểm từ là không được yếm thế, không bi quan tiêu cực.
phải có lợi hành và đồng sự tinh tấn vượt lên bồ đề niết bàn. Thường chúng ta hay thối thác đạo tâm khi gặp ngăn ngại, cho nên mới phát cái nguyện là thế thế thường hành bồ tát đạo. Phải nhớ lời người xưa, dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Pháp thứ tư là chia sẻ đạo lý cho người. Phương tiện từ là có những việc thấy như sai đạo lý, nhưng mà người hạnh Bồ Tát vẫn làm vì có lợi ích cho nhiều người. Như tôi nói hồi nãy giờ là phương tiện từ đó. Nghe tôi nói mà cái người mà không chịu nghe từ đầu chứ đuôi thì giống như nghe cái ông thầy này hồi nãy giờ ông lên ông chửi người ta không. Nhưng mà thật sự tôi không nói sai đạo lý. Thấy như sai mà không sai. Tại vì tôi nói đây là lợi ích cho một số người nào đó. Để cho người ta được cái nghĩ tới cái đạo Phật là đạo trí tuệ là vậy. Cho nên là Tổ sư Quyền Giác nói mà tôi tâm đắc tôi nhắc hoài mấy bữa nay. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức. Mà thuận hành nghịch hành duy thiên mạc trác. Qua bao nhiêu danh từ ấy, người đệ tử Phật thấy rằng lòng từ trong đạo Phật có thể vận dụng trong cuộc sống ở khắp mọi nơi, mọi chốn, mọi thời gian. Lòng từ của đạo Phật không gói gọn trong ý niệm của một tiếng làm lành trừ tượng ấy. Lòng từ của đạo Phật không gói gọn trong cái chữ từ thiện. Lòng từ bi của một Bồ Tát là khi Bồ Tát làm được bao nhiêu công đức lành đều cho hết chúng sanh. Thấy chúng sanh được lợi lạc, Bồ Tát vui mừng, khen ngợi, không hề có ý tị hiềm. Đó là hỷ tâm của Bồ Tát. Bồ Tát làm tất cả việc lợi ích chúng sanh mà không thấy kẻ thi ân và người thọ lãnh, không có ý mong chờ, hy vọng sự đền ơn, xả tâm của Bồ Tát là như thế. Đó, thôi tới đây mình nghỉ đi. Rồi cuối tuần là thứ bảy, mình học tiếp cái đoạn tuyệt vời. Cái đoạn mà đường sanh tử rất đáng sợ, Bồ Tát phải nương gì để được an ổn. Cái chỗ này tiếp rồi ngày Di Ma Cập mới trả lời là nương nghị lực và công đức Như Lai. Rồi Bồ Tát muốn nương nghị lực và công đức Như Lai cần phải trụ tâm nào. Rồi ngày Di Ma Cập nó trụ ở tâm độ thoát tất cả chúng sanh. Rồi ngày Nhã Thù mà hỏi chứ muốn độ thoát tất cả chúng sanh, Bồ Tát phải loại trừ những gì? Nó là phải loại trừ phiền não. Cái đoạn tới này tuyệt vời lắm các vị ơi. Các vị chịu khó mà tư duy quán chiếu. Thôi tới đây nghỉ. Nếu lời nói nào không phải, xin quý vị loại trừ. Mà lời nói nào nó có ý nghĩa